Thế chào bạn. Mình sẽ đấu đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Thắng thì sẽ lên được seat 1.900. Đánh thế nào nhỉ? Ăn đây. Lên tự nhập thành thế đã. Lên mã để tốt để hẹn hai nước. Lên đây về tượng. Ấn tượng hậu sen lên, hậu lên ra xe trước lên đấy. Học rồi, ăn đây chiếu vuông lên thì hậu sẽ ăn mã này về, như vậy là đen đã lựa chọn cách đánh an toàn. Hậu ăn lên đúng như dự đoán. Ra xe mình xin. Có lẽ là chịu thua rồi. Không chịu thua. Đùi quân liên tội. Đen quyết không chịu thua. Vào đấy. Lên được không nhỉ? Đuổi tượng mất mã. Đen muốn ra xe đây để tấn công vào tốt này. Cũng không phải lựa chọn tồi. Đây mình phải mở đường cho vua chạy lên chứ không có thể bị hết mất. Chấp nhận mất tốt. Như vậy là đen không đổi. Ok, mình sẽ giữ hàng thứ bảy này. Có vẻ đen không chấp nhận thất bại. Vào đấy. Ok. Bây giờ là xe hậu đấu đuôi xe. Cửa này thì nhắm mắt đánh thắng. Tốt của đen thì là tốt chồng. Vào đấy. Không cho một con nào.
Cầu mong cho đen không chịu thua, không thể từng đen đã chịu thua rồi. Gã kèo một. Ok, ván đấu để lên mốc 2000. Đánh giống hết nhau. Gì đấy? Đánh trắng nhờ. Đây mình sẽ ăn vào đây và xe bắt mã. Mày phòng bụng xuống quá thấp. Đuổi mã. Bỏ hết. À, giữ rồi. Không về đây cái thì à, không được, không về được. Rồi. Đấu rất loằng ngoằng biến nào. Phòng hậu, phòng hậu. Lên đấy. Rồi. Lên mốc 1900 ngay.